Triều Tiên một mực khẳng định không có ca COVID-19 nào trong nước, 2 tháng sau khi Bình Nhưỡng đóng cửa biên giới và áp dụng các hạn chế nghiêm ngặt để chặn đứng sự lây lan của virus. Park Myung-soo, Chủ tịch Hội đồng Thanh tra Vệ sinh Quốc gia loan báo hôm 25 tháng 3 tại Bình Nhưỡng. Rất may, cho đến nay, không một người nào lây nhiễm COVID-19 tại đất nước của chúng ta. Ông Park nói thêm là từ khởi điểm của dịch bệnh bùng phát, việc thanh tra nghiêm ngặt và các biện pháp cách ly đối với những người nước ngoài nhập cảnh đã được thực hiện. Ông cho biết, chúng tôi đóng cửa biên giới và hoàn toàn cấm việc đi lại bằng đường hàng không và đường biển. Cho đến nay, những biện pháp ngăn chặn này được tiếp tục thi hành. Chúng tôi sẽ củng cố thêm những công tác chống dịch bệnh để ngăn ngừa COVID-19 xâm nhập và áp dụng các biện pháp một cách toàn diện để không có một ca lây nhiễm COVID-19 nào. Lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un nhấn mạnh đến những biện pháp cảnh giác tối đa chống lại virus corona trong buổi họp của Bộ Chính trị vào cuối tháng 2. Truyền thông nhà nước tại quốc gia xã hội chủ nghĩa thường xuyên loan tin lây lan của COVID-19 trên thế giới và chỉ dẫn cho người dân Triều Tiên cách tăng cường các biện pháp vệ sinh. Việc này xảy ra giữa lúc thế giới quan ngại về khả năng Triều Tiên có thể đối phó với virus corona vì năng lực rất hạn chế của Triều Tiên trong lĩnh vực y tế về phương diện trang bị và thuốc men.